Đây đây đây. Đấy, tự nhiên từ lúc có cá chị thấy bớt lạnh đi ấy. Bởi vì mình mải câu mà đúng không em? Ôi, con cá này con cá gì mà ghê gớm chứ này. Con cá kiếm này á. Hả? Lại con cá đuôi điện nữa đấy. Con cá đuôi điện để cẩn thận đấy, cẩn thận đấy nhá, không điện nó giật đấy nhá. Ấy có chuyện điện giật với em. Vì sao? Em khỏe lắm. Ô thế à? Kinh nhỉ. Thế này. Công nhận em siêu thật. Chị có con tôm, chị có con tôm. Yeah, bữa nay sao không câu được con tôm thì ăn tôm, con tôm béo chưa? Đây là con tôm mùm ấy. Xong cái nắng nào lại có cá lên đi, từ đấy chị chết rét rồi từ giờ đến chiều tối mình chả được con nào đâu. Chắc là mình phải mắc mồi tiếp rồi. Hay là em gọi em hát gọi cá lên đi. Mắc mồi. Gọi cá, cá ơi lên đi, ta lạnh lắm rồi. Cá hết rồi, thấy chưa, chị gọi cá lên. Thôi, mày qua cá ơi mày, mày ăn đi. Chị đừng có con rồi này. Hai chị em mình hôm nay sẽ câu hết trong cá này. Trời ơi, mình chỉ gọi nó một tí thôi mà nó lên hết rồi này. Em câu con cá voi. Chị câu con một con mực. Wow, một chú mực, một chú mực chua. Hai màu giống nhau này. Nhưng mà cá voi chị đừng có giết nhá. Làm sao? Bởi vì cá voi này sẽ chiếu mồi đấy. Ô thế à? Vâng. Thế thì chúc mình thả lại con cá voi nhá. Thế mình cứ cho vào đây đi. Hóa ra là cá voi này đi cứu người à? Chị cũng không để ý đâu. Câu sao biển. Em câu sao biển đi. Chị đừng con cua này xuống đấy. Chị đừng câu vào con cá điện này nhá. Làm sao em? Nó sẽ điện giật đấy. Ô thế à? Vâng. Ô, hôm nay chị mới biết là cá điện là bị điện giật đấy. Đúng rồi. Ồ thế phải cẩn thận nhá. Em cũng phải cẩn thận nhá. Chị ơi, nhưng mà chị thích lắm. Bởi vì như thế chị tự câu ra sao con cá lắm nhá. Nhưng mà chúng mình dùng cần câu mà, đâu có dùng bên tay đâu. Thế chưa được, bắt nó bắt hộ chị đi. Đấy, một con cá. Trời yêu hai chị em mình đấy. Đúng rồi, nó yêu hai chị em mình mà. Thế là chúng mình câu tiếp đi. Câu tiếp đi. Xem có con gì nữa không, con gì lạ lạ hẳn không? Con tôm. Con tôm à? Em thích ăn tôm đúng không? Vâng. Chị lại được một chú cá nữa. Cá yêu, cá yêu. Chị nhìn này, chú cá của chị yêu chưa? Chú cá bắt được con tôm à? Tôm ăn câu hơi bị khó luôn. Chị thấy mẹ chị bảo câu tôm khó lắm. Có đồ không, có đồ không? Câu cua. Câu cua. Đấy, trời rét là mình chỉ có làm cái lỗ này mà bao nhiêu cá cua cá lên nhổ. Hôm nay hát về chị em mình nhớ dùng cái được nhiều lắm ấy. Chúng ta sẽ nuôi nhé. Cẩn thận đi nhá, cẩn thận đấy. Không cắp em nhá. Kinh quá ha. Cua này á thì không cắp được đâu. Thế hả em? Chị lại câu con cá đuôi điện nữa này. Lại một chú cá đuôi điện nữa. Còn chú lão đuôi điện lại béo thế. Chị đã không cầm thuộc thân đâu. Chị phải lẽ cầm ra. Nó bám chắc đồ. Xu lại câu được con cá này. Cá đâu? Ngồi của Xu bằng cá lên, Xu câu được nhớ thế. Chị đã câu được trả được mấy. Đấy, tự nhiên từ lúc có cá chị thấy bớt lạnh đi ấy. Bởi vì mình mải câu mà đúng không em? Con cá này con cá gì mà ghê gớm chứ này. Con cá kiếm này á. Lại con cá đuôi điện nữa đấy. Con cá đuôi điện để con tôm nhá. Cẩn thận đấy nhá, không điện nó giật đấy nhá. Ấy có chuyện điện giật với em. Vì sao? Em khỏe lắm. Ô thế à? Kinh nhỉ. Thế này. Công nhận em siêu thật. Chị có con tôm, chị có con tôm. Yeah, bữa nay sao không câu được con tôm thì ăn tôm, con tôm béo chưa? Đây là con tôm mùm ấy. Trời ơi, bà chú không sợ gì luôn. Con gì đấy? Sao lại bắt à? Em thích bắt đấy. Chưa à? Đây đây, chị có cái vợt. Để chị đi lấy cái vợt cho. Trời ơi, chị mang cả vợt đi nữa đấy. Thế em lấy cái vợt, em vợt cái. Em sẽ vợt sao biển. Vợt cẩn thận nhé, vợt cẩn thận nhé. Thì chị giữ cho. Một chú cá sao biển. Bà chú của chúng ta bây giờ không câu nữa, chúng ta đi. Cái vợt rồi. Đây đây đây, nó nhảy tung. Trời ơi, con này nó nhảy kinh nhờ. Trời, thấy bọn chùa chúng ta. Từ từ thôi, mất con một thôi em. Ôi, nó lại nhảy mất ấy. Ôi, nó chạy kìa. Từ từ thôi. Ui giời. Ui hôm nay hai chị em mình được đầy một giỏ luôn. Đây. Ôi, nó chạy kinh thế. Ui, con cá này khỏe thật đấy, nó kéo cả được cái đấy luôn. Vậy là chị em mình vừa câu vừa phải thả cá voi nữa. Thêm thả cá voi vào cái hố đi. Mình không bắt con cá voi đi nữa. Cá voi đâu? Đây chính là cá voi mà. Đúng rồi. Mình nhầm à? Đây nữa. Đây mình thả cá voi. Chị nhầm. Đây là cá kiếm. Thả đi nha. Tạm biệt cá voi nha.
em mình được nhiều cá thế nhỉ? À. Chúng mình đổ ra đây đếm cho chúng mình được bao nhiêu con cá nhá. Ừ, con cá này chúng mình để đi cá voi. Cá voi ơi, về nha, tạm biệt nha. Đếm xem, cá đất nha. À, em đếm xem được bao nhiêu con. À thôi, hay mình thả luôn vào đây đi. Ừ. Mình chỉ là đi câu cho vui mà. Đúng rồi, mà mình đấy chỉ là các cá đồ chơi thôi. Đúng rồi. Xúc cầm được con một đếm đi, mình xúc. Một con. Đúng rồi. Hai con. Ba con. Bốn con. Đấy. Mình không ngờ câu được nhiều thế nhỉ? 10 con. 10 con thôi. 1 con. 12 con. 13 con. 14 con. 15 con. 16 con. 17 con. 18 con. 19 con. 20 con. Ôi, hôm nay chị em mình câu được nhiều nhỉ? Đấy, câu được 22 con này. Nếu một con cá voi mình thả đi là 23 con đúng không? Hôm nay câu được nhiều. Mà không nhận đi còn lại lại thế. Mày à, chị có cái khăn cổ siêu nhân ơi. Nhường cho chị đấy, không chị chết chết rồi đấy. Ồ, đưa chị cầm làm cho. Nhưng lần sau đi câu á, chúng mình phải mặc ấm ấm rồi nhá. Nhưng hôm nay chị mặc không ấm mà lạnh quá. Đi, xin nhiên chào các bạn cá đi. Chào tất cả các bạn. Chào các bạn, biệt các bạn cá nha. Sau chúng ta lại ra câu tiếp nhá. Ồ, đưa chị cầm cho. Ủa, mày có cái khăn cổ siêu nhân thế không mà chị lạnh quá. Công nhận lần sau đi quay em mình phải mặc ấm ấm rồi em nhổ. Siêu nhân đi quay nhiều lá đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.